Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật. Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Quay về và hướng thượng do thầy Nhật Từ giảng tại Ni viện Long Hoa, tỉnh Long An, ngày 23 tháng 1 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch ni trưởng chủ trì chùa Long Hoa Ni Viện cùng tất cả quý vị hữu Phật tử, buổi pháp thoại hôm nay dành cho phần vấn đáp Phật học. Quý Phật tử trong quá trình tu học, đặc biệt là đã từng tham dự 47 khóa Phật học tại Long Hoa Ni Viện, chắc chắn rằng trong sự hành trì cũng có một vài điều chưa được thấu đáo. Do đó xin quý vị mạnh dạn nêu các câu hỏi, càng đặt ra các vấn đề trong sự hành trì, sự trả lời sẽ giúp cho tất cả chúng ta khai thông và hiểu một cách thấu đáo về các phương diện Phật học, nhưng mà gắn liền với tính cách ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Do đó mong quý vị mạnh dạn nêu bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến Phật pháp và sự tu học nói chung. Thì bây giờ thì kính mời quý vị hãy nêu những câu hỏi. Câu hỏi có sẵn kia. Trước mắt chúng tôi thì có 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi thì khá dài. Quý vị cứ mạnh dạn nêu câu hỏi ở trên giấy, hoặc là khi quý vị sinh hoạt trong gia đình có những nỗi âu lo, buồn phiền, bế tắc, hay là những nghịch cảnh nỗ lực mà vẫn chưa thành công, quý vị có thể đi câu hỏi. Ai ngại buồn khi sợ người khác biết về tình cảnh gia đình của mình, thì quý vị chỉ cần nói là tôi có một người bạn, người bạn nói như thế này như thế kia, thì người ta không biết tôi là ai, mà người bạn của tôi là ai nữa thì không ai biết cả. Mình có thể đỡ ngại buồn khi phải điều những câu hỏi mang những cách rất cá nhân, lại rất cần thiết cho những người khác. Chúng tôi đã từng đi thuyết pháp ở Hoa Kỳ, Úc và nhiều tỉnh thành ở trong nước. Các vấn nạn, các thắc mắc của những Phật tử ở Việt Nam cũng chính là những vấn nạn của nhiều hành giả ở hải ngoại và ngược lại. Do đó thắc mắc của mình khi được giải đáp cũng góp phần giúp cho những người khác lâm vào cảnh huống tương tự như vậy, có thêm một giá trị tham khảo để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất và cần thiết nhất cho sinh hoạt hàng ngày của mình. Bây giờ chúng tôi bắt đầu vào phần vấn đáp. Kính thưa thầy, con trường ca giữ giới niệm Phật trì chú, đặc biệt là chú chủ đề và chú đại bi, đồng thời còn sám hối 6 căn. Con cầu cho cha mẹ cũ huyền thất tổ âm dương từ đời vô thủy tới nay, cũng như là vô và kiếp đời sau được siêu thoát và sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Con rất mong quý Phật tử cùng phát nguyện như con còn nhớ
Kinh Báo Hiếu nói rằng một mình không thể ai cầu đặng đâu, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Và Dương Thế cũng có câu: nhất nhật tại tù như thiên thu tại ngoại, một ngày trong tù như nghìn thu bên ngoài. Con có xin thầy giảng cho bản thân cũng như quý Phật tử được tiếp thu để phát nguyện tâm từ bi thương xót cho mọi người, giúp cho âm siêu dương thành. Câu hỏi này gồm có hai nội dung. Thứ nhất, đề cập đến các nỗ lực hành gì liên hệ đến tông chỉ và pháp môn niệm Phật, và các hành trì thường được ứng dụng trong các ngôi chùa theo truyền thống Bắc Tông. Câu thứ hai là một sự mở rộng lòng từ bi hướng về tất cả các đời hữu tình, chia sẻ và hồi hướng phước báo đạt được của mình cho những người khác. Trong số đó có thể có rất nhiều người chưa từng đến biết đến pháp môn hành trì cũng được ăn trên công đức. Các phương pháp hành trì trì chú, chú chuyên đề hay chú đại bi như là một trong những nghệ thuật rất cần thiết để chuyển hóa những bận nhân của tâm, những điều dao động của cảm xúc, và từ đó có thể làm chủ được thân và tâm của hành giả. Có hai quan niệm về trì chú. Quan niệm dân gian cũng là quan niệm khá phổ biến ở rất nhiều các hành giả Phật tử rằng trì chú để được các vị thần và Bồ Tát bố bỏ một câu chú nói lên hạnh nguyện của các ngài, hoặc là một tập hợp danh hiệu của các vị Bồ Tát và các vị thần linh để được các ngài gia hộ cho sở nguyện tùy tâm kiết cường nhĩ. Khuynh hướng trì chú như vậy cũng có những giá trị lệ lạc, vì nó tạo ra một nỗi niềm tâm mê rằng việc trì sẽ mang lại kết quả thực tiễn gắn liền với những điều mơ ước của con người. Phương diện ứng dụng như là một pháp môn ở trong đạo Phật, việc trì chú không phải là để đưa gia hộ, mà là một trong những cách thức để làm cho tâm trở nên được thanh tịnh. Do đó, hành giả khi trì chú đừng bao giờ bận tâm về nội dung của câu thần chú này là gì, bởi vì bản chất của các câu thần chú là tên của các vị thần hoặc các vị Bồ Tát. Nương vào danh hiệu của các vị thần này, nhất là khi chúng ta không hiểu nghĩa được các danh hiệu đó, tâm trở nên được lắng đọng và mình mượn thần chú để gửi gắm tâm vào. Đó là một trong những nghệ thuật thiết lập trạng thái thân tâm nhất như, nghĩa là thân ở đâu tâm song hành ở đó. Bản chất của nỗi khổ niềm đau nó thường xuất hiện theo cách thức thân rời khỏi tâm, hoặc là tâm có khuynh hướng rong ruổi theo chiều ly tâm, có mặt ở một địa điểm A nhưng tâm đang du hành ở mười phương cõi, đang hành trì tu tập tại một ngôi chùa, nhưng có một số hành giả chưa quen, tâm là bị vướng bận vào trong các công việc gia đình, làm ăn buôn bán với rất nhiều nỗi lo, niềm buồn, sầu buồn. Vậy đó, kết quả của sự hành trì chỉ đạt được ở mức độ rất tương đối. Mục đích của việc thiết lập trạng thái chánh niệm và tỉnh thức thông qua danh hiệu của các vị thần với một câu thần chú là để tâm của con người được lắng đi,
bản chất của tâm là tìm kiếm một đối tượng hoặc là nhiều đối tượng để bám nhà, lấy thần chú là một cái niệm, tâm sẽ quay tròn đặt trên cái niệm của con thần chú, và do đó cơ hội phóng tâm vào các đối tượng trầm cảnh vốn không có giá trị cho sự chuyển hóa tâm linh và đạo đức sẽ được quên đi, và kết quả của sự hành trì sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Hai phương cách quan niệm về giá trị của thần chú như vừa nêu sẽ có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Phần lớn những người mới bắt đầu đi chùa có những nỗi đam mê về chủ nghĩa thần bí với nhiều giá trị phép màu, Phật lực, sự gia hộ, thì rất đam mê và thích niệm trì các danh hiệu và các con thần chú. Cũng nhờ quan niệm đó mà sự nhiếp tâm dẫn đến thái độ tinh tấn nỗ lực không ngừng đó, sẽ dễ dàng được thiết lập. Cho nên mặc dù động cơ nó chỉ hướng ở một mức độ đơn giản nhưng kết quả đạt được ở mức độ cũng khá cao. Nhưng sau khi chúng ta biết rõ bản chất của một pháp môn, dù là niệm Phật với danh hiệu của Đức A Di Đà, hay là chi chú với câu thần chú Đại Bi, chú Kim Đề của Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Thích Thượng Tư Giảng, hay bất kỳ một thần chú nào, chẳng hạn thần chú Dược Sư hoặc là thần chú được trình bày trong các kinh đại thừa, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì mục đích cũng để cho tâm lực lắng đọng, chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa nhận thức, từ đó dẫn đến trạng thái làm chủ được hành vi. Do đó khi các hành giả đã trải qua giai đoạn 1 của trì chú thì nên phát huy giai đoạn 2. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái điểm tương đồng giữa pháp môn niệm Phật nhất tâm bất loạn làm tiêu điểm với niệm thần chú để làm cho thân mật, khẩu mật và ý mật, hay là thân tịnh, khẩu tịnh và ý tịnh. Và do đó nó cũng hoàn toàn phù hợp và thống nhất với pháp môn của thiền quán được trình bày trong truyền thống Bali và truyền thống kinh điển đại thừa. Như vậy là khi sử dụng phương pháp hành trì đó, chúng ta nên quan tâm rằng bản chất của pháp môn không phải là sự cố gắng. Các pháp môn chỉ đóng vai trò như là phương tiện giao thông tâm linh, để nương vào phương tiện đó chúng ta đạt được sự an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Các pháp môn được Đức Phật sánh ví như một chiếc bè. Nương vào chiếc bè, người du hành sẽ rời khỏi bờ này đến cái địa điểm một bờ bên kia, nơi mà con người có thể hướng về như là đích điểm của an vui và hạnh phúc. Sau khi đạt được bờ bên kia rồi, Đức Phật khuyên nhủ chúng ta không nên vác chiếc bè ở trên trán hay là trên đầu, trên vai, dầu có tôn thờ và biết ơn chiếc bè đã cứu giúp mình vượt qua sâu của khổ đau. Nói một cách khác là các pháp môn chỉ là một phương tiện để cho tâm được an vui và hạnh phúc, vì bản chất chuyển hóa tâm chỉ là trọng tâm của các pháp môn hành trì ở trong kinh. Tương tự, câu hỏi này hành giả còn đặt ra ở chỗ là thường chuồng trai giữ giới niệm Phật và sám hối, tất cả những phương pháp hành trì vừa nêu có giá trị rất quan trọng trong việc tăng cường đời sống đạo đức và các giá trị tình thương đối với bản thân, con người và các loài động vật. Việc ăn chay trường và giữ giới, dù là ở mức độ của người tại gia hay bác con trai của những người thật sự trong người tu hoặc là giới xuất gia, chúng ta thấy trọng tâm của việc giữ giới ăn chay trường là để phát huy năng lượng lòng từ bi, hiểu một cách nôm na là tình thương không bờ bến đối với sự sống của muôn loài. Do đó chúng ta phải thay đổi quan niệm ăn chay
như là một phương tiện để kiên cử gắn liền với sức khỏe bằng thái độ thể hiện và tôn trọng quyền bình đẳng và sự sống đối với muôn loài. Động cơ thực hiện đóng một vai trò rất quan trọng trong tiến trình đổ quả của một nhân được gieo. Thế giới phương Tây ngày nay đó, việc ăn chay, thậm chí ăn chay trường đã trở thành như một sự lựa chọn. Ở các quán, ở các nhà hàng, ở các khách sạn, thậm chí phương tiện giao thông trên máy bay, nơi nào quý Phật tử muốn ăn chay cũng có. Người ta khi du hành qua Việt Nam và những nước chịu ảnh hưởng truyền thống Phật giáo Đại Thừa như Nhật Bản, Trung Hoa, Triều Tiên và đặc biệt là Tây Tạng, một điều khá ngạc nhiên rằng số lượng tín đồ ở các quốc gia vừa nêu rất đông, ấy thế mà các quán tôn chay và số lượng người ăn chay trường chẳng đáng kể bao nhiêu nếu so tỷ lệ với thế giới phương Tây, một thế giới sắp mới tiếp cận được nguồn sống tâm linh và tội giác của Đức Phật. Do đó việc ăn chay là để thể hiện lòng từ bi. Nếu Phật tử nào chưa có thể ăn chay trường được thì có thể ăn những loại thực phẩm đã được làm rồi để không trực tiếp giết hại các loài gia súc và chúng sanh. Ấn Độ là một quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất thế giới. Trung bình có khoảng 600 triệu người ăn chay trường ở Ấn Độ. Họ đều là những người tại gia. Từ lúc mới sinh ra, ông bà cha mẹ đã bắt buộc ăn chay trường. Lớn lên, họ đã thấm nhuần cái tư tưởng đó. Cho nên, mối quan hệ gần gũi thiên nhiên và các loài động vật đối với người Ấn Độ là một niềm vui. Chính vì thế mà nghiệp sát sanh ở họ giảm đi khá nhiều. Kết quả là họ là những con người rất dễ gần gũi, rất dễ thương và cũng rất dễ hòa đồng. Niệm Phật và sám hối là những nỗ lực để thiết lập chánh niệm trên nền tảng chuyển hóa dòng cảm xúc như kết thúc là chúng ta sử dụng câu hành chú. Hành giả đặt câu hỏi này là biết sử dụng các phương tiện khác nhau để hỗ trợ cho trí tình tu tập đạt được một kết quả cao nhất của mình. Do đó, nếu ai làm được những công việc này thì nên tiếp tục thực hiện sự tinh tấn trong tu trì thì kết quả sẽ được cao hơn. Thay vì chỉ có một phương tiện là có kết quả rồi, lần này sử dụng nhiều phương tiện hành trì khác nhau thì kết quả sẽ trở nên rất nhanh chóng. Còn việc sám hối là một trong những đặc lực quan trọng để tháo gỡ những nghiệp ăn quán giang hồ, những nỗi khổ đi đau, những bất hạnh bế tắc mà mình đã có thể tạo ra cho người khác, cho xã hội, cho muôn loài một cách vô tình hay là có ý thức. Sự cấp ấm trong tiến trình tái sanh của sanh tử và luân hồi từ lúc là chúng ta quên đi hết tất cả những thứ tội lỗi và xấu ác mà mình đã gây ra. Cho nên chư tổ đã thiết lập ra những phương pháp sám hối để nhằm giúp cho chúng ta gột rửa những mỡ dơ và những nghiệp bất thiện. Nhờ đó, như một quyết tâm không bao giờ tái phạm, không bao giờ vi phạm trong tương lai. Bản chất của sự sám hối là một nghệ thuật làm mới cảm xúc, làm mới nhận thức và làm mới hành vi theo chiều hướng đạo đức và tâm linh có lợi cho mình và người ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên khi đối diện mỗi thắc hay là trước Phật Phật phát lộ mong rằng tất cả những việc ác liên hệ đến nhãn quan, liên hệ đến lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và ý tác tạo và gắn liền với động tác của tay chân, động tác của ngôn ngữ, lời nói, chữ viết, giao tế hay là chỉ những tư duy rất thầm lặng mà người khác không biết, tất cả những thứ đó cần phải được chuyển hóa
cho tâm được an vui và nghiệp chướng được tiêu trừ. Do đó khi đối diện sám hối, nếu cái thái độ và trọng tâm của người thuộc lần mới đó không có thì kết quả đạt được chẳng là bạn. Và sự đạt được lớn nhất của nó nếu thiếu sự dụng tâm này chỉ là giá trị sức khỏe. Vì khi chúng ta đứng lên và chắp tay trang nghiêm trước ngực, rồi động tác toàn thân năm bốn sát đất với sự chí thành đảnh lễ Đức Phật, thì lúc đó đó toàn thân thể sẽ được vận động, hơi thở sẽ được giữ một cách điều hòa, sự lên và xuống trong tư thế quỳ và lại đó đã được diễn ra một cách rất là thư thái và nhẹ nhàng, thì toàn thân sẽ được kích thích, các gân cốt xương sẽ được mạnh hơn. Và do đó sau một thời gian sám hối, nếu quý vị có thể sám hối mỗi ngày 21 lại cho đến 49 lại và 108 lại tùy theo sức khỏe và thời gian, thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị khỏi cần phải đi đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ để tạo cho mình một vóc hình cân đối, hay là đến những nơi tập luyện để có sức khỏe. Thì bản chất của sự sám hối với động tác vật lý sẽ giúp cho chúng ta có được những giá trị này. Do đó bên cạnh giá trị sức khỏe, quý vị nên phát huy những giá trị tâm linh ở trong sự sám hối, thì kết quả của nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Phần thứ hai của câu hỏi đề cập đến thái độ và động cơ tu trì của một hành giả Phật tử, đó là hồi hướng công đức tất cả những phước báo đã làm được thông qua việc chuồng trai, giữ giới, niệm Phật, trì chú và sám hối. Đây là một trong những nghệ thuật để tăng cường sức mạnh của một quả tốt thông qua các hạt giống nhân đức của sự tu trì. Hồi hướng công đức chỉ một cách nôm na như là sự ban tặng những phước báo của bản thân cho tất cả mọi loài hay là cho một đối tượng nhất định nào đó. Thứ nhất, bản chất của sự hồi hướng công đức là được tâm hồn của con người trở nên cao thượng, lớn và vĩ đại, ở chỗ các thành quả đạt được không phải dành cho bản thân mà hướng về tha nhân. Ví dụ khi chúng ta làm tất cả với những giá trị sự nghiệp mà mình đóng góp, thì phần lớn người thế gian có khuynh hướng là để hưởng thụ những gì mà mình đã tốn nhiều công sức. Do đó cái chủ nghĩa chấp trước liên hệ cái tôi có công, cái tôi đã dấn thân, cái tôi phục vụ, cái tôi giúp đỡ cuộc đời, cho nên cái tôi đó phải được đền bù bằng những phần thưởng xứng đáng. Thế gian này thường có những khuynh hướng đó, cho nên đã tạo ra một chủ nghĩa là công cán. Chính chủ nghĩa công cán đó sẽ làm cho phước báo của những hành động dấn thân đó trở nên mất hết ý nghĩa của nó. Và Phật dạy phương pháp hồi hướng công đức là để cho chúng ta thấy được rằng mục đích của những việc dấn thân làm lành, đặc biệt là các hoạt động từ thiện xã hội hay là các phương thức hành trì, không phải để dành cho bản thân mình. Cho nên nhờ động cơ và thái độ đó, cái tôi vị kỷ, cái tôi tính toán, cái tôi giao hóa đã được chuyển hóa trong sự chuẩn mực. Vì bản chất của các phương hành trì là nhằm chuyển hóa cái tôi, làm cho tâm hồn của hành giả trở nên cao thượng, vĩ đại, to lớn như các vị Bồ Tát. Do đó khi chúng ta có mặt họ trì các thời kinh trong các ngôi chùa của Phật giáo Bắc Tông, lúc nào quý vị cũng nghe đến những câu trương nguyện chúng sanh, và đặc biệt là trong ba câu quy kết thúc một thời kinh luôn cùng có bốn chữ là cầu cho chúng sanh. Cầu cho chúng sanh là một trong những nghệ thuật hồi hướng công đức. Và nếu chúng ta áp dụng cái lời dạy của chư tổ thông qua phương pháp hành trì này đó, thì phước lực của những gì chúng ta tu tập sẽ cao và lớn hơn nhiều. Thông thường quý Phật tử có thói quen đến chùa thì mang theo một danh sách cầu an và cầu siêu cho người thân, cho cha mẹ, cho con cái,
nói chung đó, là cho thân bằng và quyến thuộc. Dĩ nhiên là cái tình cảm của con người đối với người thân đó, không thể nào không có. Nhưng nhà Phật dạy chúng ta hướng tâm, mở rộng lòng để đón nhận các chúng sanh. Khi đối tượng chuyển hóa và hữu công đức thuộc về các chúng sanh thì trong đó đã có bao gồm bản thân của mình cũng như tất cả những thân bằng và quyến thuộc. Cho nên trong lời nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đó, thì ý nghĩa của lệ mình và lệ người đã có, giá trị nhân quả của sự hồi hướng là gia tăng, phước đức là càng lớn. Vì đó quý vị đừng bao giờ sợ rằng đến chùa lại Phật tụng kinh làm phước tu đức mà không hồi hướng cho cụ thể tên tuổi của thân Phật quý thuộc đó, thì mình trở thành những người bất hiếu, là không có lòng với những người thân. Đó là đổi cái phong cách thì phước báo sẽ lớn hơn nhiều. Vậy đó, khi đi tới các ngôi chùa tham dự các khóa lễ, đặc biệt là cái mùa Tết Tân Hợi dân tộc sắp đến đó, cái truyền thống thập tự hành hương đầu năm thường có mặt, quý vị nên nhớ cũng không cần phải ghi theo danh sách cầu an cầu siêu để cho từng chùa để người ta đặt tên xuống danh, hoặc là cũng không cần dùng một cái danh sách quá dài để cầu an cúng sao hạn vào ngày 8 hay rằm tháng giêng. Chúng tôi cam đoan quý vị, khi quý vị làm lành, quý vị chỉ cần hồi hướng tích tâm bằng một tập trung cao độ đến các đối tượng mà quý vị muốn, thì bản chất của sự chuyển công đức sẽ có thể đạt được theo cái tỷ lệ của nhân quả được Đức Phật đề cập ở trong kinh Địa Tạng. Đó là người hồi hướng sẽ được 6 phần công đức, còn đối tượng được hồi hướng chỉ hưởng được 1 phần công đức trên 7 phần mà thôi, chứ không cần phải nhờ đến quý thầy nêu tên ra. Cho nên đến lúc nhiều chùa muốn tạo phương tiện cho quý Phật tử dễ dàng tu tập hành trì đã chiều theo yêu cầu cầu an thì đọc danh sách cầu an, yêu cầu cầu siêu đọc danh sách cầu siêu. Nhưng bản chất của hồi hướng công đức không cần phải đọc, vì Đức Phật là được toàn trí, ngài có thể nghe biết tất cả, không cần phải xuống danh sách lên. Vì đó đến ngày lễ hội cầu an đầu năm, quý vị hãy nên chuyển hóa thói quen ngồi đợi sớ, lắng nghe thầy trụ trì tuyên xuống danh sách sau thầy kinh, nghe xong rồi mới cảm thấy an tâm ra về, vì làm công việc đó là một sự vui mừng và ý nghĩa của hội luân đức mất hết tất cả. Do đó mình phải thay thế cái nghệ thuật là mong cho tất cả mọi loài được an vui. Tất cả các vị Bồ Tát, các vị Phật đều phát nguyện như vậy. Chỉ có người thần kẻ tục mới cầu cho bản thân, cầu cho người thân, người thương. Thì trong đối tượng chúng sanh thì người thân và người thương đã được bao gồm rồi. Do đó hồi hướng sẽ giúp cho chúng ta đạt được những thành tựu lớn nhất. Bên cạnh câu hỏi còn nêu ra rằng một mình không thể ai đầu ai cầu đặt đâu, hãy nhờ thần lực của mười phương tâm được trích ở trong kinh Du Lan. Bản chất của sự tương tác và nhân quả tạo ra một tiến trình cộng hưởng. Chúng tôi đi một ví dụ trong đạo đà, mặc dù đã thọ trì và tu tập pháp môn niệm Phật được 47 lần, một lần là 7 tuần 7 ngày, nhưng trong đây thỉnh thoảng cũng có những người Phật tử mới bắt đầu pháp tập tham dự lần đầu tiên hay là thứ hai. Các Phật tử đó có thể là người nam hay là người nữ, nhưng nếu có một ngày với sự trang sức của son phấn nước hoa hay vân, thì một người có trang sức nước hoa có mặt ở trong chánh điện hay là ở trong giảng đường, thì mặc dù những người khác không có sức nước hơn, nhưng mà ảnh hưởng của mùi nước hoa đó sẽ thoang thoảng ở mũi của những người vào cái cận. Nếu một cơn gió thổi qua thoang thoảng, mùi hương sẽ lan tỏa khắp phòng, hoặc là những
hoặc trầm sẽ làm cho cái mùi đó nó tù lại ở trong một không gian trong khoảng một thời gian nhất định rồi nó mới hết. Khi mà cái phản hóa chất của mùi hương là không còn nữa. Như vậy những người hành giả ở trong giảng đường không hề sức nước hoa vẫn hưởng được mùi hương, đó là cái cộng hưởng của nhân quả, nó tương tác một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp lẫn nhau. Bản chất của cái gì đơn lẻ chỉ tạo ra một nhân rất là lẻ loi và cô độc. Kết quả của một vấn đề hay là một nỗ lực nó không lệ thuộc vào một nhân, mà nó phải nhờ vào sự hỗ trợ và tác động của tất cả những điều kiện được gọi là duyên, bao gồm con người, môi trường, hoàn cảnh, thời điểm, sự tương tác, nghệ thuật giao tế, cách thức thể hiện khác nhau. Không phải khi chúng ta phát khởi một tâm tốt là có thể đạt được một kết quả như ý, mà phải có rất nhiều sự hỗ trợ, phải nhờ thần lực của người tu tập nói lên được cái chất sống tập thể, đạo đức tập thể, sự gian trì tập thể, sự tương tác và ảnh hưởng cái phước quả tập thể, mới có thể chuyển đổi một cộng nghiệp của một giai đoạn lịch sử, hay là cộng nghiệp của một cộng đồng, hay là biến nghiệp của một cá nhân. Tức là những hành vi mà tính cách có những mẫu nói chung, là những hành vi mà tính cách đặc thù, tức là có những mẫu nói riêng. Sự tương tác của một tập thể trong sự giáo hóa sẽ mang lại kết quả như ý. Ví dụ cũng như cái người mới bắt đầu có mặt ở trong đạo tràng tu tập có thói quen sử dụng nước hương và các loại trang sức phẩm, thấy phần lớn có thể 99% các hành giả còn lại là không sử dụng những thứ này trong pháp tu, thì thói quen đó là cảm thấy gì lẽ không bị tác động một cách trực tiếp hoặc là có những vị liên hữu nhân tình mới giải thích rằng là trong thời gian tu tập chúng ta phải giảm đơn càng nhiều càng tốt để tâm khỏi phải vướng mạnh vào các những thói quen hàng ngày. Thì ảnh hưởng của sự khuyên nhắc và tập thể đó sẽ làm cho người này chuyển hóa và thay đổi rất nhanh. Cái tương tác tập thể về phương diện đạo đức nó có mặt và nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Huống hồ đó là một sự tương tác với tập thể tăng đoàn, những vị chân tu thạc đức có quá trình tu tập với một nền tự chuyển hóa khá thành công, thì hồi hướng công đức để cứu độ cho một người nào với việc nghiệp hay cộng nghiệp của người đó, thì kết quả sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Do đó từ hai câu kinh này cho ta lại rút ra một bài học là muốn cho một sự nghiệp, một hành động, một khuynh hướng nào đó được thể hiện với một kết quả cao nhất thì đừng bao giờ chơi solo làm đơn lẻ mà phải làm tập thể. Theo tinh thần đó đó thì chồng hoặc là vợ nếu chỉ mới có tu một mình tham dự khóa học ở tại đây lẽ loi đó thì bị cố gắng khuyến tấn người bạn đề hoặc hướng dẫn con em của mình thế hệ trẻ cần đến chất lượng tâm linh và đạo đức để bản thân nó có điểm tựa tinh thần lâu dài thoát khỏi nỗi khổ tiền đạo. Quý vị não rồi lớn tuổi thăng qua những bước thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời, nỗi khổ cũng có, niềm vui cũng có, nhân tình thế thái cũng có, bao nhiêu bận biểu trong cõi nhân gian này đã làm cho chúng ta bắt đầu tỉnh ngộ trầm lắng, biết tìm kiếm những giá trị tâm linh và tinh thần. Trong khi đó thế hệ trẻ dưới ảnh hưởng của nền văn hóa vật dụng còn cầu quá hiện nay hưởng thụ như là tiêu chí, hiện tại như là thứ đo, không màng đến tương lai, không màng đến những hậu quả, không màng đến những giá trị đầu tư. Cho nên rất cần đến sự hướng dẫn tâm linh của quý vị. Nếu trong quá trình tu tập tham dự những khóa Phật rất có kết quả, quý vị nên khuyến tấn những người thân trong gia đình của mình cùng chia sẻ các giá trị đạo. Làm như vậy là chúng ta đang làm được cái nỗ lực nhờ thần lực của tập thể những người có đạo đức, và trong đó quý vị và những người thân cùng chia hướng là một sự kiện điển hình. Như vậy là khi được sự gia trì
hồi hướng của tập thể tăng chúng, và có thể được hiểu một cách biểu tượng như là những người có tu tập nói chung, thì kết quả sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của đoàn. Do đó đến lúc phục nguyện trong các thời kỳ thì toàn thể quý Phật tử nương theo lời sám nguyện của vị sám chủ để hồi hướng của tâm quay về với tất cả các bậc tiến sinh. Ví dụ cho nó có câu là chúng con sẽ đem hết tất cả những công đức này hồi hướng pháp với chúng sanh đều được âm siêu dương thế giá trị đại lạc, thì lúc đó quý vị phải hình dung ở trong đầu rằng những cái phước báo công đức đó sẽ được lan tỏa phóng trường phổ cập ở tất cả mọi loài con người, động vật và các loài côn trùng vi tế mà mình không thấy mà còn mắt. Nhờ sự hình dung và sự liên tưởng đó và năng lực dụng tâm trong sự hồi hướng này đạt được ở mức độ cảm nhất. Cho nên trong một hành động tu tập, nếu biết cách, sự lợi lạc không chỉ dành cho những người còn sống mà còn cho những người quá cố. Bản chất của thế giới cõi âm tồn tại nhiều chừng nào thì nỗi khổ chừng đau kéo dài cho họ chừng đó. Vì cõi âm được gọi trong Phật giáo là ngạ quỷ, hồn ma bốn phía do chấp trước về cảm xúc, về tình yêu, về gia tài, về sự nghiệp, về con cái, về người thân, về những gì chưa được thực hiện, về cái ân oán gian khổ, về sự giận dỗi, về sự hờn ghen, về sự căm tức. Tất cả những thái độ dòng cảm xúc đó, đó sẽ làm cho một người nhắm mắt xuôi tai, ấy thế mà cái thần thức vẫn lãng bản liên hệ đến một trong những bế tắc vừa nêu. Chính vì thế mà họ không tránh sống được, tồn tại với hình thức là một ngạ quỷ, nỗi khổ niềm đau nhiều gấp trăm ngàn lần so với nỗi khổ đau của con người có thân thể vật lý, cảm xúc, ý thức, ngôn ngữ để chia sẻ, để giải bài, để tháo gỡ. Do đó thế giới cõi âm cần đến lòng từ bi và sự thương tưởng của chúng ta rất nhiều. Trong các ngôi chùa Bát Tông, vào lúc 4 giờ chiều hàng ngày, thề khóa cầu siêu cho các cô hồn uổng tử, những người chết ngang, chết tức, chết quan thiên quán trải chưa được siêu thoát, nhờ cơ hội đương vào các cô thần chú, vào pháp Phật nhiệm màu, vào thần lĩnh chư Phật, vào sự gia trì hồi hướng của hành giả tụng kinh, để hiểu rõ được thân thể này vô thường, dòng cảm xúc này không phải là cái trong tôi, tôi không lệ thuộc vào thân thể, dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức phân biệt. Và do đó, vĩnh viễn vẫy tay chào với các thân thể vốn được cấu tạo bằng bốn nguyên lý đất, nước, gió và lửa. Năng lực vô ngã và vô thường đó sẽ là hai cánh của một con chim giúp cho các hương linh bay cao và bay xa trong thế giới an lành của chư Phật. Và do đó chúng ta cần phải hồi hướng cho tất cả những người thân được siêu sanh thoát quả. Theo công thức này thì đến cái ngày 30 Tết đó, quý vị nên đổi thói quen truyền thống vốn ảnh hưởng của Do Giáo rất nhiều chứ không phải của Phật giáo. Đừng nên cầu ông bà tổ tiên của quyền thất tổ về chứng minh ăn và sống với là con cháu trong 3 ngày xuân. Làm như vậy đó thì tình thương chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy về lưu luyến tình cảm, làm cho họ không ra đi và không siêu sanh thoát hóa được. Bảy tuần thất nên cúng ở các chùa, đừng nên cúng tại nhà, vì nhà là cái nơi có rất nhiều tình cảm đẹp, có nhiều nỗi niềm hôm qua, có nhiều nỗi đau, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều cái hồi hướng, cái ức nhất. Chính vì thế nếu cúng tại nhà, thờ tại nhà không biết cách, làm cho hương linh quyến luyến và khó có thể thoát ra khỏi cái cảnh trạng tình cảm của kiếp người. Cho nên cúng tại chùa, thờ tại chùa là điều tốt nhất cho các hương linh. Vì nếu các hương linh có chấp trước nhờ tờ kinh, tiếng pháp, rồi sự hướng dẫn tâm linh của các vị thầy, của các sư cô, thì hương linh nương theo đó mà thoát ra khỏi cảnh luân hồi. Do đó sau 7 tuần thất, việc cúng dỗ hàng năm chỉ mang tính cách tưởng niệm,
Nếu là ông bà tổ tiên thì để thể hiện lòng hiếu thảo, nếu là những người thân để thể hiện tình thương. Nhưng điều quan trọng là cúng, chúng ta không mong những người đó về hưởng thực, ăn và uống. Bởi vì thế giới của cõi âm không có thân thể vật lý, không có cái cổ, không có cái miệng, không có bao tử. Việc ăn uống chỉ là một ảo giác, nhưng lại có tác dụng thật về phương diện cảm xúc. Do đó chúng ta chỉ cúng cho họ một thời kinh, cúng cho họ những câu hành chú, cúng cho họ những danh hiệu Phật, cúng cho họ những pháp môn hành trì. Thì nhờ nương vào những giá trị này mà họ mới được siêu sanh hóa quá. Cho nên là những người Phật tử thì chúng ta phải thay đổi cách cúng. Thay vì bài bị quá nhiều thứ, và nhất là những thứ được gọi là món ruột của người quá cố, thì càng làm cho người đó khó ra đi. Dần dần thường cúng theo cách thứ đó. Nếu cái người nam chết là một người bận vụ thì người ta thường cúng rượu và bia, các hương đến một dầu cũng uống được. Nhưng cái ảo giác với sự uống sẽ làm cho họ bị xỉn thiệt. Bình thường còn sống xỉn còn khó cúng, khi chết rồi cúng những thứ này xỉn nhiều hơn thì đời là cái quyết bị trầm luôn. Cúng mạnh để tiệc đình đám thì gieo cái nghiệp sát sanh. Do đó quý Phật tử đừng nên tổ chức những thứ này, và nên chuyển hóa những công đức để cho thế giới của cõi âm được lệ lạc. Khi họ được siêu sanh thoát hóa thì nỗi khổ niềm đau trong ăn quán giang hồ như là một cái nút đã được tháo mở. Thì đây là cái điều mà chúng ta nên lưu tâm để việc làm đó, nó có nhiều giá trị lệ lạc nhất. Một câu hỏi khác: chị của con hiện nay là một Phật tử thành thầm. Trước đây chị ấy có lập nguyện khi chết sẽ hiến xác cho y học. Vậy theo những thuyết lấy những bộ phận cấu lắp ghép làm vào trong thân thể của người khác, thì lúc lâm chung á, kinh điển Phật giáo lại dạy rằng là không nên đụng chạm đến thân người đó trong vòng 8 tiếng đồng hồ, vì trong thời gian đó có thể làm cho hương linh bị đau. Như vậy hiến xác cho khoa học trong tình huống đó có thể giúp cho hương linh được vãng sanh hay không? Hiến xác khoa học là một trong nghệ thuật bố thí và cúng dường. Thân thể vật lý này đóng vai trò chức năng, chức năng để tạo ra sự sống, chức năng để giúp cho con người có sức khỏe làm những việc nghĩa cử cao thượng, có ý nghĩa đạo đức và nhân văn trong cuộc đời. Ai mang thân phận của một con người mà không làm được những điều đó thì ý nghĩa nhân văn nó sẽ bị giảm đi. Ai làm được những điều đó thì giá trị của một kiếp người sẽ giúp cho người đó được thăng hoa và tiến hóa. Vì Đức Phật đã từng dạy trong các kinh rằng con người là loài động vật quý nhất trong tất cả các loài động vật. Con người là vua của các loài động vật, vì con người có ý thức. Ý thức đó biết sử dụng cho các mục đích đạo đức, cho phải sống bằng bản năng. Con người nhờ nghệ thuật giáo dục cho nên đã học được những kinh nghiệm hay, những điều tốt, truyền bá, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Thế giới của các loài động vật chắc chắn nhiều nhất như loài cá heo, thông minh hơn con người nhiều lần, và vẫn không thể sống như một thế giới của con người. Những loài động vật kế tiếp và chắc chắn gần bằng con người như là loài chó, loài khỉ vẫn không thể làm được những gì về phương diện đạo đức và tâm linh như con người đã làm và đã thành công. Cho nên có nhiều người sau khi hiểu được đạo đức của nhà Phật và hiểu được thân này đóng vai trò chức năng, thì sau khi chết muốn nó trở thành chức năng một lần nữa, có nghĩa là nó có giá trị đóng góp cho cuộc đời. Thay vì cái thân thể của người này sau khi chết được đưa vào cái thành quả, cái quyền mộ bằng một cái hòm với giá trị tiền rất cao, hòm nhất, hòm hai, hòm ba, là hai ba lớp, để cho thân thể đó không bị hư thối, không bị xả rời nằm dưới đồng đất thật lâu, hay là vào trong những cái tháp miếu, hay là kim tự tháp, để với niềm hy vọng rằng dưới cõi âm họ có thể hưởng được những giá trị an vui hạnh phúc vĩnh cửu và đại đạt. Thì ngược lại, tất cả những nỗ lực tốn kém đó chỉ làm cho hương linh đó ngày càng bám víu mà không ra đi được.
thế giới của các vị pharao, tức là vua của Ai Cập, thông qua các kim tự tháp là một nỗi khổ niềm đau và bất hạnh. Bất hạnh và nỗi khổ niềm đau đó bắt nguồn từ một niềm tin sai lầm rằng có hai cảnh giới sự sống, cõi âm và cõi dương. Cõi dương là tạm bợ, cõi âm là lâu dài. Cho nên sống trên thế gian như hưởng được mấy mươi năm hạnh phúc, chết xứ âm phủ thì đời đời kiếp kiếp. Chính vì thế họ phải làm kim tự tháp, chuông vàng bạc ngọc ngà châu báu, thậm chí người thân người thương, những người tùy tùng, tạo ra một cái nỗi bất nhân và khổ đau cho những người đang sống mà phải chấp nhận cái chết, song hành với cái chết của các vị vua. Sống dưới lòng đất với những quyền mộ hoành tráng và đẹp, thương linh sẽ bị tiếc nuối và không ra đi được. Ý thức được điều đó là một sự phí phạm và trở ngại cho tiến trình trở thành. Nhiều Phật tử đã phát tâm biến sáng cho khoa học. Khoa học ngày nay đã có một bước tiến khá dài, sử dụng các nền lực lắp ghép để đưa bộ phận lục phủ ngũ tạng của một người có khỏe mạnh mà chết do tai nạn giao thông hay là lao động gây ra, hoặc là chết một cách bất kỳ tử, lắp vào thân thể một người khác để những người đó có cơ hội kéo vào tiếp tục sự sống có ý nghĩa của mình. Do đó, việc cúng dường các chi phần của cơ thể cho học là một việc làm rất là hay, và nó là một trong những phương thức bố thí cúng dường ứng với cái thời hiện đại. Ở năm 2005, chúng tôi có mặt tại chùa Lục Hòa ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Phật tử làm công quả trong ngôi chùa này á, là một người chưa từng biết Phật giáo là gì. Bà ta bị bệnh đau thận, bác sĩ cho biết trong vòng nửa tháng nữa phải qua đời. Bà đã tốn rất nhiều tiền cho đăng báo rằng tôi đang cần một quả thận, nếu ai bán tôi sẵn sàng mua với một giá rất cao, và ai giúp tôi làm được đó thì tôi sẽ mang ơn đời đời kiếp kiếp. Một người đã đặt được cái mẫu tin đó biết rằng sức khỏe mình không còn nữa, nhưng quả thận mình còn rất tốt, cho nên bà ta đã qua đời. Và di chúc là cúng cái quả thận đó cho người đang cần này. Thì hai ngày sau khi tờ báo được đăng đó, bệnh viện đã mời bệnh nhân đó đến và cuộc phẫu thuật lắp ghép đã được tiến hành. Mấy tháng sau bà được phục hồi sức khỏe. Cái ơn nghĩa đó bà muốn đền đáp thì cái người đó đã không còn sống được. Cho nên bà tìm đến một ngôi chùa là nhờ vị sư trụ trì ở đây hướng dẫn. Thì vị sư đó dạy bà hãy mỗi ngày đến chùa tu tập, hành trì, sám hối, tu phước, tạo đức và làm công quả tại chùa để hồi hướng công đức cho người đã hy sinh cho sự sống của bản thân mình. Chúng ta thấy cái việc mà lắp ghép các phương, cái phụ ngũ tạng của một người này cho một người khác mà có thể kéo dài sự sống ở người kia. Nếu cái người đang cần là những người có giá trị đạo đức, tâm linh, làm nhiều công việc tốt cho xã hội thì việc thứ cúng đó là một điều rất cần thiết. Nhưng có một điều tâm lý mà chúng ta cần quan tâm cũng như là câu hỏi này đã đặt ra, đó là những người lý tưởng lập trường chưa vững mạnh, khi phát biểu một điều gì rồi dưới tác động của những người khác, khi thế này lúc thế kia, làm mà làm không trọn, cho nên cảm giác về sự nuối tiếc có thể xuất hiện trong phương diện nhận thức và cảm xúc người đó. Nếu tai nạn giao thông, tai nạn lao động diễn ra một cách thình lình, như là chưa có những thái độ chuẩn bị, thì lúc đó trong tâm thức của người này sẽ trỗi lên một ý niệm rằng tôi chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết. Vậy đó cố bám víu một cái thân thể vật lý vừa bị tai nạn kia. Thì theo cái tiến trình hiến xác cho khoa học đó, chúng ta phải làm một tờ đơn ký vào chữ ký cho một bệnh viện nào đó. Người ta sẽ dựa theo cái lời cam kết này, người ta sử dụng bất kỳ một chi phần nào của người phát bệnh dược. Lúc đó nếu thần thức chưa sẵn sàng rời khỏi xác thân vật lý thì mỗi một sự đụng vào thân thể đó, và đặc biệt là sự mổ xẻ cắt những chi phần để lắp ráp vào một thân thể khác,
có thể làm cho người này có cảm giác rằng thân thể tôi đang bị cướp bóc, đang bị chặt xé, đang bị mổ rẻ, và nỗi sân hận và không quan hệ có thể trỗi dậy trong tâm thức của người này, thì việc hiến xác cho khoa học trong tình huống đó sẽ mất đi các ý nghĩa nhân đạo và lòng từ bi. Ngược lại, còn làm cho người đó có thể bị trở ngại trong tiến trình tái sanh. Cho nên chúng tôi khuyên, nếu ai mạnh dạn hiến xác cho khoa học thì hàng ngày hàng giờ phải tâm niệm rằng tôi thấy rất rõ thân thể vật lý này chỉ đóng vai trò chức năng, cho nên cho đến lúc nào các chức năng đó được thực hiện thì tôi cảm thấy được hạnh phúc, tôi không bao giờ nuối tiếc, tôi không bao giờ tôn sùng thân thể này như là thượng đế. Và do đó khoa học và y khoa có thể sử dụng nó cho bất kỳ một mục đích nào, dù là bổ rẻ cho các bác sĩ chuẩn bị ra trường hay là các sinh viên y khoa đang thực tập, tôi vẫn đều quan niệm tâm niệm điều đó là một cách thức nạp vào trong nhận thức và cảm xúc một lệnh điều khiển tự động. Lệnh điều khiển này sẽ làm vai trò chức năng điều phối cái tai nạn cái chết diễn ra với chúng ta là quan nghĩ rề bỏ sát thân đó để trở về cảnh giới an lành của chư Phật, nếu người đó là một hành giả niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và mong vãng sanh tịnh độ. Còn nếu đó là một hành giả của thiền quán thì cái đó sẽ ung dung tự tạm ra đi. Nếu hành giả là một người trì chú mật tông thì cái chuyện thân mật khẩu mật ý mật ba người là thanh tịnh, cái chết đó sẽ làm cái gì đó làm cho họ được an vui. Cho nên kể từ khi phát nguyện hiến xác cho khoa học thì quý vị đừng bao giờ nuối tiếc và đừng bao giờ tôn sùng cái thân thể này quá mức. Thì nhờ hai cái độ tâm lý đó, cho là sẵn sàng quan hỷ trước khi làm, quan hỷ đang khi làm và quan hỷ sau khi làm, thì lúc đó giá trị của hiến xác mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Còn đụng chạm vào thân trung ấm không sao cả, vì thân trung ấm đó, nó gọi là thân chứ thực ra nó chỉ là một cái hình thể cảm xúc, một tập hợp năng lượng của những hạt giống nhận thức và các hành vi được thể hiện trên tiến trình của nhân quả. Đụng vào thân thể dù trong vòng 8 tiếng đồng hồ không sao. Vấn đề ở chỗ đó, nhiều người chấp trước mình chưa chấp nhận cái chết, việc đụng vào thân thể của họ có thể làm cho họ bị sanh và đạt. Còn là những người Phật tử mà hiểu điều này rồi thì giả sử người thân có thể chăm sóc cho mình hay là các âm công đến tẩm niệm thì dĩ nhiên họ phải dùng rượu để sửa thân thể chúng ta, sau đó làm cho thân thể được giãn ra theo một tư thế nằm thoải mái tự tại chứ không được nằm co rút. Thì nếu việc tẩm niệm được diễn ra trước 8 giờ đồng hồ, chuyện đó không sao cả, miễn là mình phải tâm niệm đừng bám víu, đừng tiếp bước vào cái thân thể. Thì lúc đó lòng sân hận bực tức sợ hãi và sự tước đoạt chiếm đoạt xâm phạm thân thể chúng ta sẽ không có ở trong tiến trình của thân trung năng. Thì tất cả cái đó đều có thể tạo ra một tiến trình an toàn. Câu hỏi khác: thưa thầy, tôi đã nghe đĩa CD của thầy về chủ đề độ người thân. Tôi muốn độ cho con của tôi, sao con cho tôi thấy khó quá. Bà thầy hàng tháng tôi vẫn tham gia đạo tràng phóng sanh mà con của tôi thường đi câu cá và giải trí với các bạn bè. Tôi đã dùng nhiều cách để hướng dẫn mà không có kết quả. Có những đứa con là thích đánh cầu bông, thời gian lại dán trở lại, rồi bạn bè lại rủ đi câu tiếp. Như vậy làm thế nào để giúp giáo hóa một người con được thành công là một thách thức. Thời hiện tại công nghệ thông tin và internet là một nỗi lo rất lớn cho xã hội và loài người. Bên cạnh những giá trị tri thức mà internet có thể cung cấp cho con người, nó có thể làm cho con người mất phương hướng, rơi vào muộn buồn của nỗi khổ niềm đau nhân thân. Ngày nay các bậc phụ huynh và cha mẹ thấp thiên bát đảo vì những đứa con hư do mê chơi game điện tử, do mê chơi những trò chơi giải trí, và do đó không còn đầu tư về học tập và trở thành
thua kém bạn bè. Có nhiều con em đó bị trường đuổi học do vì đã không đạt được yêu cầu trong sự học. Câu hỏi của người Phật tử định đặt ra là con của bà thích đi câu cá như là một phương tiện giải trí. Bà đã dùng phương pháp thay thế giải trí câu cá bằng giải trí đi đánh cầu lông và những phương tiện khác mà vẫn không có kết quả. Vì vậy chúng ta phải tìm những phương pháp khác để có thể tạo ra cái giá trị tương thích, thì đứa con sẽ biết chọn lựa. Nếu nó biết được cái bản chất giá trị trong hai loại hình giải trí, một bên đó tạo ra nghiệp, một bên đó tạo ra phúc, để chọn lựa cách phẩm. Kể từ khi cái ngành du lịch xanh có mặt ở Việt Nam và nhiều nước nghèo trên thế giới, việc câu cá đã trở thành một cái nghề, câu cá giải trí tới những vùng sông nước. Đặc biệt nếu ở Sài Gòn là dùng Quận 7 và Nhà Bè, người vào mua vé câu cá thì tốn từ 100.000 đến 150.000, ngồi chờ những con cá vướng vào mắt cầu, tạo ra một niềm vui thỏ chí tan bọt, tốn tiền mà lại gieo thuốc, mất đi sức khỏe của bản thân, sau này bị những nghiệp nặng khác không thể nào tưởng tượng và lường trước được. Đó là một phương tiện giải trí hoàn toàn vô ích. Chúng ta phải cho con em của mình thấy được ý nghĩa và cái tác hại của cái phương tiện giải trí này. Ở Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã có những cái trường huấn luyện nghề câu cá, school of fishing. Họ đã huấn luyện cả 6-7 tháng trời và những người giàu mới có thể làm thành viên, bởi vì mỗi một tháng như vậy đó khoảng 200-300 đô thì mới có thể làm thành viên. Một tháng họ có khoảng 4 ngày được các câu lạc bộ câu cá này đưa vào những con sông lớn to và những biển có nhiều cá để câu. Họ có nhiều cái loại cần câu khác nhau, loại bằng tay hoặc bằng tay con. Họ hướng dẫn cho cách thả mồi, bắt được con cá, kéo lên thì họ cảm thấy là xuống, nhưng họ không ăn vì họ là những người rất chậm quả. Dùng cái tay để tháo gỡ cái móc câu ra khỏi cái cổ con cá là một nghệ thuật. Làm được điều đó làm cho họ có hạnh phúc nhiều hơn. Sau đó họ bỏ con cá xuống dưới sông nước để cho nó sống với cái thế giới quỷ tộc của nó. Chúng ta thấy đây là một cái sự phí phạm về thời gian rất nhiều, và cái nghiệp và tội là gia tăng. Cái cổ hậu chúng ta mỗi khi ăn cơm mắc một cái miếng sạn hay ăn nhanh quá nó bị mắc cục thôi, là chúng ta đã cảm thấy khó chịu. Nếu bị dưới một cái xương lại càng khó chịu hơn nữa. Cứ hình dung một cái lưỡi câu nó có hai cái mắt móc vào trong cái cuốn họng, còn ta đau quá phải dễ dùng, càng dễ dùng thì nỗi khổ niềm đau càng xuất hiện, cái độ lúc lúc sâu nó càng gia tăng, máu sẽ dễ chảy và cái cơn khủng hoảng sẽ làm cho chúng mất đi hết hạnh phúc. Và nếu như sức khỏe của nó không có đó, thì sự dùng dãy nhiều như nào với cái độ căng của dây và lưỡi câu sẽ làm cho chúng có thể bị mất mạng. Cái nỗi đau chết liếm, chết từ từ, chết lần lần đã sẽ tạo ra một cái nghiệp sát sinh rất nặng nề. Đến ngày nay đó còn tìm những cái phương án xử hình một cách nhanh chóng. Bởi vì thế giới Hồi giáo họ rất là sợ chết bằng gieo cổ, bởi vì nó diễn ra đến mấy mươi giây hoặc một phút. Họ cho rằng cái hình phạt nhân đạo lớn nhất là chặt cổ, vì chỉ suốt một cái tích tắc là cái chết được diễn ra. Cho nên Sách Đạo Hussein của Tổng thống của Iran đã yêu cầu tòa luật pháp cho ta chết bằng chặt cổ, ấy thế mà ông ta đã bị chết treo. Đó là hình phạt nghiêm khắc nhất và nặng nhất ông trong thế giới phương Đông của những người Hồi giáo. Thông qua cái thái độ tâm lý đó, chúng ta thấy là ai cũng muốn mình chết một cách nhẹ nhàng, chết một cách thoải mái và nhanh chóng, chứ không chết đau, chết đớn một cách từ từ. Các loài động vật và gia súc cũng vậy, mặc dù chúng có hệ thống ngôn ngữ riêng, nhưng cái kiến thức hạn hẹp về ngôn ngữ các loài động vật của chúng ta không cho phép mình có thể hiểu được nỗi khổ niềm đau
thông qua tiếng lên ra dãy dụa của chúng, chúng ta tưởng rằng chúng không bị khổ. Nhiều tôn giáo đã sai lầm ở chỗ cho rằng là thượng đế tạo ra các loài động vật để chu cấp mạng sống của con người, cho nên họ tha hồ mà ăn, tha hồ mà giải trí, tha hồ dày lên cái sự sống, tha hồ mang lại đau khổ cho chúng, mà lại không màng, không sợ, không thấy cái hậu quả nghiêm trọng mà mình phải gánh lấy về sau này. Cho nên chúng ta phải cung cấp những dữ liệu thông tin nhân quả này cho con em, dù con em chưa chấp nhận nhưng ký ức đó đã rồi có mặt. Về sau này khi người bị té xe hay là bị chảy xước, khi bị một nỗi đau nào đó vì thân thể vật lý, cái đau nhức nhói dầu cho người thân, cho vợ, cho con có chăm sóc, có lo lắng, vẫn bị dãy dù không thể nào an tâm được, thì lúc đó tự động chúng sẽ liên tưởng đến cái nỗi đau của những con cha bị con. Ký thức về sự liên tưởng nó mang cái chất liệu của những cái tương đồng. Từ lúc chúng ta giáo dục bằng nhân quả không có tác dụng, hãy để cho hậu quả của nhân quả xấu đó là một bài học cho người đó hồi đầu hướng thiện. Người thân nhìn thấy những người thân của mình khổ đau, từ lúc giơ tay xuống mà họ không chịu nắm tay để thoát khỏi vụ buồn, nỗ lực giúp lần thứ nhất là họ lại bước vào cái lần thứ hai, nỗ lực giúp mở cửa khổ đau cho họ, họ tự đầy độ vào cho bốn bức tường của những nghiệp bất hạnh, cái nghiệp xấu đã kéo và dẫn dắt những con người như vậy. Chúng ta phải kiên trì và nhân quả buộc để mới có thể độ được người đó. Phương pháp hóa độ trong tình huống này là một nghệ thuật tâm thế mà người Phật tử này đã làm được, tức là hướng cái cách giải trí từ câu cá như một nghiệp vừa tốn tiền mất thời gian mà lại tạo ra một cái tội lạc, thì thay thế bằng những phương tiện giải trí đến cùng lắm. Có lẽ là người mẹ này đã chưa hiểu được rằng là bên cạnh việc câu cá, người con còn có thể có những sở thích thứ hai, thứ ba. Nếu như là khai thác những sở thích đó và phát hiện rằng là bản chất những sở thích này không có xấu về phương diện đạo đức và nhân quả, thì chúng ta nên chiều theo trong giai đoạn đầu, có thể hơi đôi khi một chút cho chúng là quen. Khi con người làm quen một cách đam mê với những cái gì được thay thế có giá trị đó, thì các yếu tố của sự học thức và giải trí ban đầu ở đây là câu cá sẽ được trôi qua. Ví dụ ở trong các trung tâm cai nghiện, người ta phải cho các trại viên ngậm kẹo, thì cơ nghiệp xuất hiện không khống chế dằn vặt làm cho người đó cảm thấy sai rất khó chịu bằng mặt và mặt, chứ là phải hỗ trợ chỉ kêu là bỏ đi bằng những sự trừng phạt, mà lại không tìm kiếm một phương tiện cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn, hấp dẫn hơn thì khó có kết quả được bằng. Cho nên trên cơ sở này, chúng tôi khuyên người bị nên nghiên cứu cái sở thích thứ hai của người đó để cho người đó có chỗ để bám cái tâm bằng, thì lúc đó mới từ bỏ cách lâu dài và vĩnh viễn. Để giúp cho người đó thức được cái sát sanh thì không có cách gì khác nói về cái hậu quả nghiêm trọng của cái hành vi này gây ra. Và chúng ta có thể phân tích liên tưởng, nếu người đó bị đứt một mắt này, đau và khổ không cần, câu trả lời chắc chắn phải là câu khẳng định. Có những cách chúng ta chỉ cần nêu câu hỏi mà không nêu ra giải đáp, bản chất của những người đó sẽ có thể hiểu được. Bởi vì người phương cạnh mình càng nói nhiều được càng không kết quả, cho nên thay thế đó bằng hành động. Hành động thay thế phải có giá trị hơn thì kết quả mới có. Một câu hỏi khác, xin thầy quan hỷ giải cho các tôi hiểu rõ về trong kinh Thập Thiện Đức Phật dạy rằng con tâm không thật, thân không thật, vậy thì có cái gì để Phật tử chúng con tu? Câu thứ hai, xin thầy cho biết rõ thường kiến và đoạn kiến tự tánh điều như huyện. Câu đầu đó là một câu phương châm, như là một trong những điều tâm niệm để quán chiếu
và tu tập trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Để hiểu rõ hành gì đúng đó, chúng ta phải mổ xẻ cái khái niệm học ở trong mấy chữ này. Chữ thật đó là thực thể, tâm không thật thì là tâm không có một thực thể. Nếu tâm không có một thực thể đó, nó sẽ diễn ra như một dòng chảy cảm xúc và của nhận thức. Hiểu được tâm phải là một thực thể cố định về vật lý, chúng ta sẽ chuyển hóa được cái suy nghĩ sai lầm rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời này là một sự an bài của thượng đế hay thần linh. Sự có mặt của chúng ta với nỗi đau hay là hạnh phúc, về thân phận, vai trò, vị trí xã hội, nghề nghiệp, kích thước đều là một sự định đặt rằng nỗ lực vung vẩy chỉ là một trò đùa tinh thần, và dĩ nhiên không thoát khỏi cái nanh vuốt lưới trời lầm lòng thương không lòng. Chúng ta phải giải phóng cái nhận thức sai lầm đó. Quan điểm của Phật giáo cho rằng nhân quả của tâm là một dòng chảy, những gì đã làm rồi đó có thể đưa chuyển hóa theo chủ ý ở hiện tại của con người. Cho nên khi nhận thức được tâm không phải là một thực thể bất biến thì chúng ta đừng bao giờ trở thành nạn nhân và kẻ nô lệ của những tâm bất thiện, chạy tập sân lọc si, canh tị, ân thua, thù hận, ăn quán giang hồ, keo kiệt, bỏng sẻ và nhiều thái độ tâm lý xấu khác nữa. Chúng ta phải biết rằng nó không thực trên tất cả những nhu cầu nhất thể và bất thiện của nó, không nên thỏa mãn. Thỏa mãn chúng đó, chúng ta sẽ biến nỗi đau trở thành là một thực thể có thật và lâu dài. Vượt qua làm chủ được tâm, chúng ta sẽ trở thành một bậc thánh hay tối thiểu là một người an vui và hạnh phúc. Còn tâm niệm này đó, để giúp mình làm chủ được tâm. Thân không thật là bởi vì thân được cấu tạo bằng bốn yếu tố vật lý: đất, nước, gió, lửa, hay là bốn nguyên lý: chất rắn, chất rỗng, chất nóng hay là chất hoạt động. Bốn yếu tố này cấu thành cái cơ thể vật lý của chúng ta. Bản chất con người được sinh ra cũng bằng bốn yếu tố vật lý. Sau khi qua đời nó trở về với cát bụi. Quan niệm về một cái thân không thật chỉ đóng vai trò chức năng có giá trị tạm thời kéo dài của con người trong vòng mấy mươi năm tùy theo nhiều tuổi thọ phước báo. Do đó bao giờ tôn sùng thân như là thượng đế. Ngày nay thế giới đã tôn sùng thân như thượng đế, tăng cường giá trị của thân một cách thái quá có thể dẫn đến sự chấp trước và đời sống sa đọa. Vì đó nó là một sự bất hạnh. Người ta tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ thông qua các kỳ thi hoa hậu thế giới và hoàng vũ và nhiều loại thi hoa hậu khác nhau. Và dĩ nhiên nó không có tội lỗi gì ở trong những nỗ lực đó, nhưng nếu chúng ta đánh mất cái phương hướng và sử dụng giá trị thẩm mỹ vào giá trị vật dục và hưởng thụ thì nỗi khổ niềm đau có mặt khỏi mọi nơi mà mọi chỗ. Sắc đẹp, ngoại hình và chủ nghĩa hình thức đó có thể giúp cho mình có được cái phương tiện về phương diện xã hội, nó như là một điều kiện để mình dễ dàng được chấp nhận trong các chức nghiệp khác nhau. Nhưng sử dụng thì nó có thể tạo ra hàng loạt những cái nghiệp khác. Do đó quán thân không thật để mình không trở thành nô lệ của thân. Những người có cái thói quen hoa quyền, không chung thủy và có cái nước ngoại tình cần phải quán thật nhiều cái thật không thật. Cái đẹp là không thật, cái thẩm mỹ là không thật, những cái nét yêu kiều diễm lệ là không thật, và cái tấm lòng của vợ và chồng của mình mới là thật, thật sự. Quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ không bị đánh mất giá trị cái nước xã hội của hôn nhân. Phương diện thứ ba về phương diện ăn uống và tiêu thụ thì nghĩ rằng thân không thật, cho nên chúng ta biết cách kiểm phước và tu đức, chỉ nạ còn trong cơ thể những gì có giá trị sức khỏe, là những tâm được sáng suốt và không bình đẳng. Còn những gì đi ngược lại hai giá trị này thì nên mạnh dạn, không nên đưa vào, có thể không thỏa mãn được cơ nghiệp, có thể không giải quyết được cái sở thích, nhưng nó sẽ không làm cho mình phải nuối tiếc về sau này.
cảnh vật không tạo, bởi vì cảnh vật cũng được cấu tạo vừa bằng bốn yếu tố. Cảnh vật nó liên hệ với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và sự sử dụng của con người, cho nên nó không có gì cố định. Bám víu vào nó là chúng ta sẽ bị mất đi nhiều giá trị nào. 30 năm trước, có thể những cái vùng xung quanh ngôi chùa là chính tâm của ruộng mà nước. 30 năm sau, với sự tu trì sáng lập tự viện hướng dẫn tâm linh của thị trưởng, thì mỗi cảnh vật ở đây đã được đổi thay theo chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn. Tin vào cái năng lực chuyển hóa của thân và của tâm sẽ tạo ra cái năng lực chuyển hóa hoàn cảnh, là niềm tin mà những người Phật tử nên phát huy. Nghĩa là mình có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tin hoàn cảnh vô thường để không bao giờ chấp nhận nỗi khổ niềm đau những gì bên mình, nỗ lực thay đổi đó. Có nhiều người khổ đau phải là nói rằng cuộc đời của tôi là kết thúc rồi, dấu chấm hết, bất hạnh dằn dặt, đau khổ, nghịch cảnh, nó chỉ là những điều kiện để rèn luyện cái lò tâm linh và đạo đức bản thân mà thôi. Có những cái là hậu quả của nghiệp, có những cái là phương tiện để làm cho tâm của mình được càng vững chắc. Những người Phật tử giàu bị đổ nghiệp hay là nghiệp khiến cũng nên quan niệm nó là phương tiện để làm cho mình trở thành một bậc vững chãi trước mọi vọng gió, thân trầm vinh nhục thành trong thất bại, hên xui tốt xấu, thì mình sẽ trở thành một người rất là an vui. Câu hỏi thứ hai đề cập đến bản chất tự tánh như huyễn của thường kiến và đoạn kiến. Có lẽ câu trích dẫn này có một sự sai lầm nào đó chăng? Thường kiến là cái nhìn cố định, nó gồm có ba phương diện. Thứ nhất, cho rằng con người muôn loài dạng vật không bao giờ thay đổi. Sự có mặt của nó như thế nào nó sẽ kéo dài cái tính cách của mặt đó. Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét ở đài. Quan điểm thứ hai đó, thường kiến là một cái nhìn không bao giờ tin vào bất kỳ một sự đổi mới, không bao giờ tin bất kỳ vào những cái gì tốt hơn. Mặc cảm, tự ti, xấu hổ và có khuynh hướng an phận thủ thường. Quan niệm thường kiến thứ ba cho rằng là mọi thứ trong cuộc đời này nếu không phải là sự bạc thì nó là một sự ngẫu nhiên và tình cờ. Cái ba quan điểm đó thì làm cho con người chấp nhận cái thân phận, và lẽ ra sự nỗ lực như đó sẽ giúp cho họ thay hình đổi dạng của đời sống mà là hạnh phúc cho rất dễ dàng. Trong khi đó đoạn kiến á, thứ nhất là cái nhìn cho rằng sau khi chết đầu dấu kết thúc, không có đời sau, không có tái sanh, không có nhân quả luân hồi. Thứ hai, mọi hành động dù tốt hay xấu không có tác dụng và hiệu ứng của nó. Cái thứ ba đó là cái nhìn rất thiện cảm, trước mắt không hiểu rõ được cái tác dụng nhân quả nhân duyên đối với một hành động, đối với một việc làm, và từ đó họ có cái nhìn rất độc đoán cả quyết, và do đó giảm được những thất bại trước mắt. Bản chất của thường kiến và đoạn kiến là hai cái nhìn tiêu cực đối lập với nhau. Người có chủ trương thường kiến là con quá mức, dẫn đến sự ý đại và cuối cùng bị thất bại. Người có đoạn kiến cũng có nhìn quá thiện cận, cho nên có thể rơi vào chủ cái hướng thụ vi. Họ nghĩ rằng kết cục của đời sống người tốt và kẻ xấu thì giống như nhau, như vậy làm tốt trong cuộc đời này không có giá trị gì, và do đó họ sống một cách rất là tính toán, sống một cách không có một cái tương lai và giá trị nhân bản, nhân đạo, đạo đức, tâm linh trong bất kỳ hành động đi đứng nằm ngồi nói đứng động tình của họ có thể thể hiện đối với bản thân và đối với tha nhân. Còn tự tánh thì như nguyện cũng nói lên rằng là bản chất của mọi sự vật hiện tượng chỉ một tập hợp của các điều kiện. Cái gì tâm hồn các điều kiện thì cái đó gọi là huyễn. Học thuyết là quá như huyễn là một nghệ thuật để giúp chúng ta buông bỏ những chấp trước, đặc biệt là nó có điều nào nó giống như một chất hết
bám vào tâm, bám vào cảm xúc, ghi chặt trong nhận thức, làm cho cái quan hệ tình thân giữa mình và người khác bị bế tắc. Vì đó phải quán như nguyện để làm mới lại mối quan hệ. Có nhiều người giận dai, giận dài, giận dở, ai nói mình câu là mình buồn, đời đời kiếp kiếp không buông không tha. Còn nó thề như thế này, tao thề chết là không thèm. Bố tao có chết là mày đừng bao giờ để mày nhìn mặt ta. Hoặc là tao thấy mày đâu tao giết mày chỗ đó. Vì đó là thái độ chấp trước và không thấy được rằng là mọi hành động dù tốt hay là xấu đó, nó chỉ có tính cách điều kiện. Và vậy đó nên tạo cơ hội cho người khác làm mới lại cuộc đời của họ. Nếu họ biết quay đầu hướng thiện, đánh người bỏ đi với ai, đánh người quay lại. Tinh thần nhà Phật dạy, dầu là trở đi hay là quay lại, chúng ta cũng phải mở rộng cửa. Dầu là phải có bản tâm mà thấy được cái thiện của mình hay không, thì mình cũng phải nỗ lực tháo được cái cúc. Mà phải quán là mọi thứ trong đời này là hủy thì mới tháo được. Thành công sống vàng sống một đời, gian bóng một lúc, bây giờ hồi tưởng ký ức lại thì nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng. Bởi vì thời vàng sau đó không còn nữa. Những người đã từng lên ngôi, bây giờ đang sống ở tình trạng của xuống chót, thì cái mặc cảm, cốc cằn, nỗi đau, độc lập và khó chịu nó diễn ra nhiều. Nếu như họ bị cộng thêm cái nhân tình thế thái đối với những người mà họ đã từng ban ơn mà bây giờ họ ra quan, thì nỗi khổ và sự thù hận nó càng nhiều nữa. Thì lúc đó người này nên quán rằng là mọi thứ trong cuộc đời này đều như nguyện để không phận lòng. Việc giúp đỡ chúng ta là một hành động đạo đức. Kết quả của nó là sự tiếp nối là một năng lực tiêu cực rốt chết năng lực đạo đức của mình đã gieo rạc. Cho nên không dạy nói nuối tiếc dầu cho cái người được chúng ta giúp đỡ không biết bằng là. Còn đối với việc tốt đó thì cần phải tin tưởng để phát huy trong tương lai. Những điều bất hạnh khác cũng tương tự, nó bám lên thân, lên tâm, lên cảm xúc thì phải tháo gỡ. Nó sợ ở chỗ nào thì phải giải thể nó ở chỗ đó. Cái sự nỗ lực mở mắt này nó đòi hỏi cái nhìn huyễn, biết rằng là mọi thứ là huyễn mà, nên lúc không cần phải nỗ lực nhiều nó cũng biến mất. Ở trong kinh Viên Giác một câu: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiện thức. Biết cái điều gì đó là một sự quyển quá không có thật thì bản chất của nó không còn tồn tại nữa, tức là tức đi. Ngay lúc đó chúng ta sẽ xa rời. Ví dụ như ai đó đang nằm mơ gặp ác mộng, trong cơn ác mộng đó một người nào đó đang đuổi mình bằng con dao, mình phải chạy bám nó chết rồi té lăn của mẹ. Người đó là đứng trước mặt mình, ngồi xuống, tay ghi vào cái cổ, cổ dao chỉ vào cái mặt, nói như là đập địa, xong rồi thọc vào trong cổ mình, đánh vào bụng mình, máu bắt đầu chảy ra, mình dễ chịu từ từ rồi chết. Cái cơn ác mộng đó làm mình khủng hoảng, tim sẽ đập mạnh. Và có nhiều người bị tai biến mạch máu não trong những cái cơn ác mộng như thế nào. Thì chúng ta mượn một người thân nào đánh thức, nhưng mà một cái ông thân nào phán động trong lúc bị ác mộng đó, nó giống như một sự cứu mạng cho mình trở về cái thế giới hiện thực, mở mắt ra và nhận thấy rằng đây là huyễn mộng. Thì lúc đó nỗi sợ hãi đó đó không mắc mớ gì mà phải đeo đuối rồi kể lại cho người thân, rồi phải lo âu, rồi biết là nó là cái điều gì, nó biểu hiện cái gì. Thấy nó là mộng thì nó sẽ được kết thúc, còn quan trọng hóa nó sẽ bám víu và khống chế chinh phục chúng ta một cách lâu dài. Cho nên tất cả mọi nỗi khổ niềm đau mà quý vị cứ nghĩ nó như là mộng, là huyễn, không có thật, thì nó không có chỗ để bám vào. Một câu hỏi khác: con thường đi các đạo tràng để tu tập các quan trai giới, niệm Phật và giữ thính học giáo lý. Như vậy khi vô thường đến, con đã bỏ bán thân này thì có đạt được gì hay không? Hay là con chỉ nên chọn một pháp môn quyết định, ngày hay là sáng và chiều con sám hối và lại một lần cứ niệm một câu danh hiệu Phật, có được hay không, hay là phải tụng thêm kinh nữa?
Có lẽ là câu hỏi này được đặt khi chúng tôi chia sẻ câu hỏi đầu và nói rằng là sự hành trì các phương tiện, các pháp môn niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, kinh hành sẽ có giá trị tương tác và hỗ trợ lẫn nhau để giúp cho hành giả có thể đạt được những kết quả ở trong một thời gian cao nhất. Tu tập pháp môn đại giới nhiều và cũng không bỏ bất cứ một cơ hội nghe thính giảng một lớp giáo lý ở bất cứ một đạo tràng nào. Rồi người đó lại sợ rằng là cái tâm của mình không cố định, đến lúc chết không biết hướng tâm về chỗ nào thì từ tái sanh sẽ đi về đâu. Đây là một hoài nghi không cần thiết. Bản chất của pháp môn như chúng tôi nói giống như là ngón tay để chỉ mặt trăng, gương mà nó đã nhìn thấy được mặt trăng của an vui hạnh phúc, chứ không phải nó là cái mục tiêu. Cho nên sử dụng các pháp môn như là những công cụ và phương tiện thì sử dụng càng nhiều thì giá trị lệ lạc càng cao. Do đó khi chết chúng ta cũng không sợ gì là có khi chạy đến pháp môn này cái lúc mà chạy đến pháp môn nọ. Lúc chết chúng ta chỉ cần sử dụng một cái pháp môn duy nhất thôi là nó có kết quả rồi. Còn nếu vẫn chưa có kết quả thì sử dụng pháp môn thứ hai, nếu vẫn chưa sử dụng pháp môn thứ ba. Thì thông thường việc thực tập phương pháp có nghệ thuật là đúng thì trong một pháp môn đã có kết quả. Có những người tu pháp môn này thật cứ niệm giới thiệu một bước một lần là họ làm một lại. Có người đi 3 bước lại một lần, có nhiều đi 5 bước lại một lần. Hòa thượng Thích Trí Tịnh khi dịch bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa cứ mỗi một câu một chữ hòa thượng lại một lần. Do đó khi tập phò phẩm việc này, mình dùng cái ngôn ngữ cái đây mấy mươi năm rất là chất phát, nhưng chúng ta thấy nó có cái thật, cái sự thu hút, cái phần điệu, cái âm vang là cho mình đọc và dễ nhất tâm rất là dễ dàng. Là bởi vì danh giả của tác phẩm đã biết đầu tư cách hành trì đại Phật và xem như là pháp tu. Cái ảnh hưởng của cái việc phi dịch đó tạo ra một kết quả, một tác phẩm kinh điển được phi dịch rất là thành công. Do đó là quý vị có thể tận dụng gì đến cái nhằm để diễn tập, nhất là những người nào có cái tánh là thế này mà thế kia, bắt buộc vào một cái gì đó cố định về duy nhất sẽ có thể làm cho họ chán, thì quý vị có thể thực tập nhiều pháp môn. Có nhiều người thích ăn nhiều món thôi, ăn là một món ăn hoài chỉ có ngon không thấy ngon nữa, thì việc họ trì sáng thì tụng kinh, chiều lại Phật, khi thì kinh hành, khi thì ngồi thiền, khi thì làm phước, khi thì di chú, thì hỗ trợ nhau không bao giờ có một cái gì trong cái nhà. Do đó quý vị có thể chọn cái cách thức chung để thể hiện cái thời gian công phu càng nhiều, hoặc là quý vị chọn một cái nào đó duy nhất, tập của một cách cao độ và hành trình cách quy mạch thì vẫn có kết quả giống như nhau, với điều kiện quan niệm các pháp môn chỉ là một phương tiện. Do đó sám hối niệm Phật rồi càng tụng kinh thì càng có kết quả, là bởi vì tụng kinh chúng ta sẽ hiểu được tờ giác của Phật, hiểu được các pháp môn, hiểu được con đường hành trì, hiểu được các thức chuyển hóa và hiểu được rất nhiều những nội dung mà mỗi điều đó có thể trở thành một to thước tâm linh, to thước cảm xúc, to thước chấp trước của chúng ta. Đâu có một bài kinh nào có thể giảm hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, cũng như không có một phương thuốc nào trở thành trị được phá bệnh. Ai tuyên bố rằng thuốc này trị mã bệnh là một tuyên bố rằng không có giá trị dị khoa. Chúng ta biết là nguyên tắc của đường phổ ngũ tạng từ lúc nó chống cái hàng gan, kinh hoạt vẫn thường người là tốt cho gan thì hại cho thận, tốt cho thận có thể hại cho bao tử, tốt cho bao tử có thể hại cho tim. Nhưng mà thực phẩm, dùng chất trong thực phẩm cũng đều diễn ra theo công thức tương tự. Cho nên bổ cái này thì ta có thể khuyết cái khác, là nhất là chúng ta, chỉ có chúng ta thì mức độ ảnh hưởng tác dụng phụ nó diễn ra không đáng kể và hoàn toàn. Còn tất cả các pháp môn là dạy chúng ta mỗi thứ mỗi chứng bệnh khác nhau, tùy theo cái tâm niệm chứng bệnh sở nguyện hành trì và sở trường mà chúng ta nên chọn một hay là nhiều, miễn làm sao cho tâm mình dễ dàng thiết lập được trạng thái tỉnh tỉnh an vui thì cái năng lực chuyển hóa thì giúp chúng ta làm mới được lại. Một câu hỏi khác, trong kinh Du Lan Đức Phật dạy rằng
đàn ông xương rắn nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ, đen thâm dễ nhìn. Cô muốn hiểu, nếu sinh nở thì đen thâm, thì người từ nhỏ không có gia đình thì sao? Khi già hay trẻ, nếu mất đi thì xương có bị thâm hay không? Hai câu kinh này nằm ở trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu theo kinh Vu Lan. Nó liên hệ đến một sự tích Đức Phật đang đi trên con đường đi, nhìn thấy một đống xương nằm ở bên vệ đường. Ngài mới ngừng lại và đảnh lễ đống xương đó. Sự đảnh lễ này đã làm cho Anan và tất cả những người tùy tùng thắc mắc vô cùng, rằng thầy là một thầy ba cõi, là thầy của chư thiên và con người, đống xương này có giá trị gì đâu mà ngài lại đảnh lễ? Chắc hẳn có một duyên cớ gì đó. Chúng con rất muốn được nghe. Đức Phật giải thích rằng trong đống xương đó, vì tiến trình tái sinh con người, khi làm cha, khi làm mẹ, khi làm ông, khi làm cháu, khi là anh em, khi làm vợ chồng, khi làm người thân, khi là kẻ thù của gia, chứ là không giới hết. Nhưng với tuệ nhãn thấy rõ được cái nhân quả nhiều đời và sự luân hồi sanh tử chúng sanh, ta thấy sắc rõ trong đây có thân bằng tốt dụng của ta nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên ta đảnh lễ để nhớ về kiếp xưa và mong cho các chúng sanh này được siêu sanh thoát qua. Cái động tác đảnh lễ đó như là một trong những dấu hiệu thể hiện lòng hiếu thảo của Đức Phật. Mặc dù đống xương khô nó không có mối quan hệ trực hệ về máu huyết ở đời này, mà Đức Phật còn làm như thế, thì những người có mặt lúc đó, thậm chí có người hoàn toàn phát hiếu, sẽ bắt đầu cảm động với nước mắt rằng tầm vóc lớn như ra Thế Tôn còn làm việc hiếu thảo, của hồ chúng ta là gì mà lại phát hiếu hay đấng sanh thành đã từng được Phật sánh với như mẹ và cha. Từ đó Đức Phật mới kêu A Nan tất là bằng hai, sư đoàn nam từ ở bên nam, sư đoàn nữ từ bên nữ. A Nan thắc mắc là sao nên giảm nhiều, thì Đức Phật mới dạy một cái mẹo hoặc là đàn ông xương trắng, đàn bà đen thâm. Nguyên nhân của đen thâm là do việc sanh đẻ mà ra. Đây là một cái phần về nó chỉ vào trong nguyên nhân, nó không chỉ nói về đơn thuần sanh đẻ mà nó còn liên hệ đến vấn đề máu huyết và cái cấu trúc sinh học gen di truyền khác nhau. Bởi vì mỗi tháng là người nữ nó phải lưu sức sự hoạt tình, cho nên máu bị mất rất nhiều. Vậy bản chất xương của người nữ nó lại khác với xương của người nam về phương diện di truyền, về phương diện y học, về phương diện vật lý là điều rất là bình thường. Do đó đưa vào những cấu hình vật lý cái màu sắc khác nhau giữa nam và nữ mà được tách ra làm hai để giúp cho họ được chôn cất một cách đầy đủ, ý là như vậy. Do đó chúng ta đừng có sợ rằng là xương của mình bị đen thâm hay là bị đắng, cái chuyện sau khi chết rồi mình có thấy được nó gì không, đừng có sợ. Thậm chí nó đen thủ như là dầu hắt hay là giống như lọ nồi cũng đừng có quan tâm. Như vậy là do cái người là không có lập gia đình từ nhỏ thì hãy là người nữ thì cái màu xương vẫn phải khác với người nam, vì nó còn diễn xuất qua cái con đường lưu xuất bất tỉnh mà. Vậy đó chúng ta nên đừng lên bằng tâm. Bản chất của đời sống đó, nó không nằm ở cơ thể vật lý của con người, mà hạnh phúc nó nằm ở chỗ chúng ta xử lý cái cơ thể vật lý này như thế nào, tích cực hay là tiêu cực, có nghĩa là không có nghĩa, có giá trị hay là vô giá trị. Cho nên bản tâm về chủ nghĩa hình thức thì chúng ta sẽ mất về chủ nghĩa nội dung. Theo nhà Phật đó, phải làm sao cho con người mình có nhiều nội dung đóng góp, nhiều nội dung của tình thương, của tình thân, của tự giác, và do đó chúng ta sẽ mang rất nhiều lệ lạc cho cuộc đời, cho nhân dân và cho tất cả mọi loài. Thưa thầy, hãy dạy cho chúng tôi được hiểu về sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp có đúng với luật nhân quả hay không? Bởi vì nhân quả như chung là nhân nào quả nấy, khi sự việc không hay xảy ra đến với những người hiểu đạo, thay vì phải buồn khổ vì nó mà được hóa giải bằng sự am hiểu của người hiểu đạo, khiến cho nghiệp mất hết tác dụng hoặc giảm bớt tác dụng của nó. Như vậy có phải là chuyển nghiệp hay không? Câu hỏi đặt ra nó có nỗi lo sợ rằng chuyển nghiệp thì mất hết giá trị của nhân quả.
bản chất của nhân quả là một chân lý, một chánh chân rất là công bằng, không bao giờ sai, không bao giờ bị lũng đoạn, không bao giờ bị lay động bởi sự hối lộ, móc quạt, trắng thành đen, đen thành trắng của luật pháp thế gian của con người. Nhân quả diễn ra theo quy luật tự nhiên với sự tác động môi trường, điều kiện xung quanh và sự phối hợp tâm thức hành động của con người. Nỗ lực chuyển nghiệp là thay thế hành vi để làm cho hành vi con người được tốt hơn, đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Ai không muốn chuyển nghiệp tức là chấp nhận thân phận của mình. Nếu khổ đau thì cứ mãi khổ đau. Sự chuyển nghiệp là một nhu cầu. Chuyển là thay thế, nghiệp là hành vi. Trong hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hạnh phúc, tâm thức chúng ta luôn luôn thay đổi. Bản chất của sự thay thế gồm có hai vế: thay và thế. Tức là làm đổi những cái gì đang diễn ra xung quanh bằng cách là ngưng lại hiện tại. Một cái mốt chốt là phải thế, thế là một cái khác. Chuyển nghiệp là một sự thay thế các hành vi. Nếu trước đây ai đã từng có những thói quen uống cà phê vào thì mới có thể sáng tác và tư duy được. Thói quen đó là một sự lợi thuộc, một sự trói buộc. Nó kích thích làm cho não trạng dễ hoạt động, dễ hưng phấn. Và do đó về sau, khi không có những yếu tố hưng phấn và tác động này thì việc tư duy trước tác sẽ không có cái hồn ở trong tác phẩm. Như vậy, chúng ta đã tạo sự ràng buộc ở trong hành vi của mình. Người biết chủ nghiệp nó sẽ thay thế nó bằng cách suy nghĩ như thế này: tại sao các vị thầy, các sư cô phần lớn suốt cả cuộc đời không sử dụng đến thuốc lá, cà phê và những tính tố hưng phấn mà vẫn dẫn kinh, viết sách, thuyết pháp, là vì các ngài làm đi với những sáng tạo, với những nội dung, với những giá trị mà đến lúc đó, những nhà văn, nhà thơ tư duy tất cả đi trầm trọng văn hoan chắc chẳng là mà chẳng có thể bị được. Chỉ cần suy nghĩ so sánh như vậy thôi, chúng ta thấy rằng cái hưng phấn đó chỉ là một điều kiện chối buộc chứ không phải là cái cần thiết hay là cần đầy đủ. Do đó chúng ta phải mạnh dạn thay thế thói quen, vẫn sáng tác, vẫn tạo những kiểu tác, vẫn tạo những giá trị, không cần phải có những chất xúc tác với những thứ có thể làm cho sức khỏe mình ngày càng kém, ngày càng không tốt. Do đó chuyển nghiệp từ hút thuốc, uống cà phê thành cái việc bình thường đó, là một nhu cầu. Ở trong đời chúng ta còn có nhiều cái nghiệp tạo ra cái quán tính thói quen, và đến lúc có khi nhận diện ra nó đã quá lơ là, quay về là quá khó. Đến độ người ta phải than vãn như thế này: cáo thầy da chứ không đỡ tánh, rắn đó lột da chứ là tính tật nó hoàn toàn, cái đặc tố nó hoàn toàn. Các quan điểm đó nó có thể đứng ở một số tình huống nhất định đối với những con người ngoan cố, và đặc biệt họ thấy sự sai lầm họ như là một chân lý, cho nên họ không bao giờ trở lại. Hoặc là do vì tự ái, do vì bản ngã, do vì sự thiếu hiểu biết mà họ cố bám víu theo những điều sai. Thì trong tình huống đó nó có thể có cái lời tuyên bố đó như là một cái lời nhắc nhở chúng ta rằng đừng nên nhẹ dạ cả tin những người đứng mắc cá sấu trong hội đồng. Tức là họ giả bộ, khi bị phát hiện ra họ lại được văn xin để chúng ta tha, và sau đó họ tiếp tục rằng. Thì trong những trường hợp đó chúng ta phải vận dụng nguyên tắc đạo đức trừng phạt qua hình ảnh của tiêu diệt lại sĩ dạo hát trong các ngôi chùa. Là có những người xấu nói bằng đạo đức, giáo dục mọi điều hay lẽ phải, không bắt thế, thì lúc đó chúng ta phải trừng phạt. Như là trừng phạt có giáo dục để họ chuyển qua, chứ đừng có trừng phạt theo kiểu sân hận trả đủ để thỏa mãn cái cơ nhận thức của mình thì không nên. Nghiệp sẽ mang và kết quả sẽ hoàn toàn. Cho nên chuyển nghiệp là một điều rất là cần thiết. Như vậy bất kỳ một hành động, lời nói, việc làm, ý nghĩ, tư duy, sáng tác, văn học, nghệ thuật, lĩnh vực, mọi lĩnh vực trong xã hội đều tạo ra một cái tập hợp của các hành động, tức là nghiệp.
và nghiệp đó được kết nối cho thành nghề. Chính vì thế mà dân dân Việt Nam thì nó là nghề nghiệp, nó đi đều với nhau, là ảnh hưởng đến Phật giáo. Thì không có cái nghề nào không là sự tập hợp của các nghiệp cùng một tính chất, cùng mẫu số chung, cùng một khuynh hướng. Do đó khi mà chuyển nghiệp đó, chúng ta phải hiểu đó là nghiệp xấu thôi, chứ nghiệp tốt ai chuyển làm gì. Ví dụ khi quý vị làm nghề nhà giáo, có lương tâm, có đạo đức, không có hối lộ, không có trù chùa dạy học sinh, thương học sinh như là con ruột của mình, truyền cho mục đích như là một mục tiêu, và nói điều hạnh phúc để thấy học trò mình trưởng thành, thì những người đó cần phải phát huy nhiều hơn nữa, chứ đâu có cần phải chuyển. Chuyển đó là chúng ta sẽ đi ngược lại đời sống hạnh phúc, chứ là chỉ chuyển những gì xấu, chuyển những cái bất thiện, chuyển những cái tiêu cực vào. Còn cái tốt thì ngày càng phát huy, thì sự phát huy đó cũng là chuyển nghiệp, là chuyển nghiệp đạt đến cái mức độ toàn thể của nó. Ví dụ là người Phật tử tu theo hạnh Bồ Tát, lực độ ba la mật, bố thí, trì giới, thiền định, tinh tấn, chánh niệm, vân vân, thì đó là những hành động chuyển nghiệp, đó là những pháp môn chuyển nghiệp. Mình đã có những tốt rồi mà vẫn tiếp tục chuyển những cái năng lực tiêu cực còn rơi đó trong tâm mình, hành động còn những cái quán tính của đó, cái thói quen, cái khống chế của nó vẫn ở người chúng ta, thì tiếp tục làm sao tháo gỡ đến tận cùng, thì lúc đó nó sẽ còn ảnh hưởng của chúng ta nữa. Cái thứ hai là chúng ta đừng có sợ rằng là sự chuyển nghiệp sẽ đi ngược lại quy luật của nhân quả. Bản chất của nhân quả trong sự chuyển nghiệp là một tiến trình tất yếu, và nhờ có chủ nghiệp và kết quả của nó, người ta mới thấy được nhân quả của nhà Phật là màu nhiệm và khác với nhân quả của thế gian. Nhân quả của thế gian, của đạo Nho, của Ấn Độ giáo và nhiều tôn giáo nhất thần khác là bất không trần, phải không trần, cho thanh cao mới tặng phần thanh cao, tức là nó không có sự thay đổi. Tốt là tốt hoài, xấu là xấu hoài, trung bình là trung bình hoài. Và sự chuyển nghiệp của nhà Phật cho phép chúng ta tin tưởng rằng ngày xưa mình có thể xấu, là một người anh chị đâm hơi chết bước, bây giờ thấy được Phật buông giao đoàn thể, sự giác ngộ đã được tiến bài, sống trở thành một người rất có đạo đức và mẫu mực cho những người khác. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.